Hiện đang bước vào mùa nắng nóng, đây cũng là thời điểm dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa điều hòa hút khách. Qua khảo sát tại một số cơ sở cung cấp dịch vụ trên địa bàn thành phố Lào Cai, nhu cầu của khách hàng đang tăng mạnh. Mặc dù mới chớm hè, nhưng ông Nguyễn Danh Mười đã gọi thợ đến bảo dưỡng điều hòa. Bởi theo ông thì việc bảo dưỡng đúng định kỳ không chỉ giúp cho máy hoạt động ổn định, đảm bảo độ bền, mà còn tiết kiệm chi phí điện năng. Nhưng mà hàng năm theo với tôi là tôi cứ phải 4 lần là tôi bảo dưỡng cho nó sạch sẽ. Về cái chuyện bảo dưỡng này nó rất tốt. Kiểm điện nếu như thường thường như con tôi ở trên phố một tháng tầm khoảng 2 triệu rưỡi đến 2 triệu 3, nhưng nhà tôi chỉ hết 1,7 triệu đến 1,8 triệu. Kiểu gì cũng phải coi như rẻ hơn của 400-500 một tháng nếu như mà mình bảo dưỡng. Nhu cầu tăng cao nên gần một tuần trở lại đây, nhân viên của cửa hàng điện máy này luôn phải làm việc tăng ca từ sáng sớm đến đêm khuya, nhưng vẫn không trả được cái đơn hàng. Thông thường khách sẽ phải đặt lịch trước từ 2 đến 3 ngày mới có thợ đến làm việc. Do nhu cầu tăng nên giá dịch vụ có thời điểm cũng tăng đôi chút. Trong đó vệ sinh điều hòa giá dao động từ 120.000 đồng đến 200.000 đồng và 200.000 đồng đến 600.000 đồng khi cần bơm ga. Vào đầu hè thì công việc của bọn tôi rất là bận, tại vì người ta hay gọi vào đầu hè thì bảo dưỡng điều hòa. Bảo dưỡng định kỳ thì nó sẽ tốt cho máy. Nó sạch sẽ, thứ nhất là sạch sẽ, cái mùi nó không bị hôi. Thứ hai là nó chạy nó nhanh mát hơn. Nhanh mát hơn thì nó đỡ tốn điện, đỡ hại máy. Bên cạnh dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, nhu cầu lắp đặt điều hòa mới hiện cũng tăng mạnh. So với cùng kỳ năm trước, lượng bán điều hòa tại các cửa hàng tăng từ 20 đến 30%. Khách hàng mua mới được miễn phí lắp đặt, bảo hành và vệ sinh trong vòng một năm. Bình quân như một ngày thì em cũng lắp ít nhất là 4 đến 5 bộ. Đấy, nhưng mà còn về giá cả thì vẫn giữ nguyên thôi. Nhưng mà cái nhu cầu nóng là người sẽ lắp nhiều hơn. Và bây giờ thì nó không như đợt mấy hôm lạnh lạnh ấy, thì nó có vẻ ít lắp, nhưng mà mùa qua từ đêm qua nay em lắp khá nhiều. Theo các chuyên gia, điều hòa lâu không sử dụng dễ sinh ra các hỏng hóc, trục trặc, đơn giản nhất là hơi ga. Do đó, khách hàng nên bảo dưỡng điều hòa định kỳ 3 đến 6 tháng một lần để tiết kiệm điện năng và tăng tuổi thọ của máy.